tiên nha, mình sẽ vẽ những màu đen. Tiếp tục vẽ đen rất là đơn giản các bạn ha. Rồi tiếp tục, sau đó mình hơ đen nha. Rồi bây giờ các bạn, bây giờ mình sẽ vẽ ở đây những cái bông. Xong sau đó mình mới hút ra, mình hút cái màu ra nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy một cái bông nữa, cái lông con nó hơi sửa ra bông rồi các bạn thấy không ạ?
xong. Rồi bây giờ mình tại vì mình chấm treo rồi đó, mình hơ đèn 30 giây ha các bạn ha. Rồi bắt đầu mình xương tớp lên ha các bạn. Đây là một mẫu rất là nhẹ nhàng và dễ thương. Còn lại là xương tớp và hơ đèn thôi. Rồi, nếu các bạn thấy video bổ ích thì hãy nhớ đăng ký kênh cho mình nha và like, share các bạn ha. Rồi, các bạn hãy cố gắng luyện tập vẽ đi vẽ lại nhiều lần thì mình sẽ quen nét nha các bạn. Rồi, mình chúc các bạn thành công nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Bye bye. Lại hôm nay mình sẽ quay lại chủ đề tiếp tục là những cái cánh hoa mùa xuân ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ hoa cúc, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cọ mới nữa, đó là cái cọ dẹp tròn hay còn gọi là cọ bản tròn ha các bạn. Mình giới thiệu các bạn, đây là cây cọ bản tròn số 2 và mình áp dụng hai cây cọ cùng một lúc ha, và cọ bản tròn số 3 ha các bạn. Cọ bản tròn số 3 thì số nó lớn hơn chút xíu để giúp các bạn cách chọn cọ sao để cho đạt chuẩn, thì các sợi lông cọ này nó phải nhuyễn bằng nhau chứ không phải cộng to cộng nhỏ các bạn ha. Và khi mình chạm vào đây nè, cái lông cọ nó mềm thì mình quét mới được, còn mình chạm vào đây mà lông nó cứng thì chúng ta sẽ vẽ không đẹp ha, hoặc là có một sợi nào đó nó cứng nó thẳng thì chúng ta sẽ không bao giờ vẽ đẹp được. Thành ra cái khi mà chọn cọ thì cũng rất là quan trọng cho chúng ta ha, để mà mình vẽ được một cái hoa đó đẹp hay là không. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta vẽ hoa cúc ha. Thì hoa cúc này mình đang hướng dẫn cho các bạn ở lớp đang đứng ở đây coi luôn, thì nhiều khi mình lỡ có miệng, mình có lỡ chữ xưng chữ cô hay gì đó thì mình quen miệng ở lớp ấy, các bạn tha lỗi cho mình nha, nhiều khi mình quen miệng nói trước cái cho chắc ăn đâu sợ bị nhiều khi quen miệng đúng không. Rồi những bạn lớp mình coi luôn ha. Thì để vẽ hoa cúc thì chúng ta sẽ sơn nền một cái ngón tay màu trắng, hoặc là những cái móng màu trắng mà có sẵn, lấy giùm cô móng đó coi tầm đây, móng mà những móng có sẵn như thế này, kệ đơn nguyên bịch vậy cho cô luôn. Đây nè các bạn, người ta bán cái bịch gì nè các bạn, năm mấy ngàn á ha. Thì mình sẽ mua những bịch móng này và sau đó mình sơn tấp lì lên thì nó sẽ ra như thế này, để mình đỡ với sơn màu trắng các bạn ha, để mình vẽ cho nó nhanh. Rồi ok, rồi bây giờ mình bắt đầu mình vào mẫu vẽ ha. Thì để vẽ được cái hoa nó tạo được cái độ 3D như thế này thì đầu tiên mình sẽ lấy màu đen trước nha. Màu đen đây, kỹ thuật lấy màu, đây là giọt màu và mình lấy màu á các bạn. Thì mình sẽ đi nè, các bạn nhìn nè, giọt màu là mình lấy bên hông giọt màu nè, các bạn thấy mình tước ra không, mình tước bên hông giọt màu nè các bạn thấy không, mình tước nhẹ ra nè ha. Rồi xong sau đó mình sẽ đi nửa chữ giờ nha các bạn, mình đi nửa chữ giờ đây, bắt đầu mình đi xuống cho các bạn xem nè, mình đi nửa chữ giờ như thế này đây, mình thấy chữ thật cô để cọ thấy không, đó như thấy không, đó mình đi nửa chữ giờ trước ha các bạn ha. Đây mình đi nửa chữ giờ nè, giống như hồi nãy em nói cô ơi nè, em ấy lên được không, được nè. Đó ha, đó đây mình đi nhìn, đi nửa chữ giờ xuống như thế này. Rồi đây mình vẽ xuống luôn được không ha. Rồi sau đó mình rửa cọ đi ha, mình muốn vẽ mấy bông thì tùy mình ha. Giờ thôi cô dạy trong clip thì cô vẽ một bông đây cho các bạn xem, các bạn muốn vẽ hai bông không, vẽ hai bông thì vẽ hai bông, muốn mấy bông chơi mấy bông à. Rồi bây giờ khi mình vẽ cái màu đen này xong xuôi rồi thì bắt đầu mình sẽ lấy màu đỏ. Thì các bạn nhớ khi mình vẽ thì mình sẽ lấy cái bột mới để mình vẽ cho nó dễ ha. Rồi bắt đầu mình tước ra, khi mình lấy bên hông giọt màu nè các bạn, mình không có lấy hết cái cọ, mình chỉ lấy, các bạn thấy mình lấy nửa cọ không, mình lấy nửa cọ nè, cô đề theo ha. Đó mình lấy nửa cọ nè, mình tước ra nè các bạn ha. Rồi bên đây cũng vậy, mình quay ngược lại, mình lấy nửa cọ, mình tước ra nè, các bạn thấy chưa, đó mình tước ra nè ha. Rồi xong sau đó mình kéo nè các bạn ha, mình đặt cái cọ xuống đây, mình kéo đè nhẹ cái, xong rồi mình kéo nhẹ lên đi, vô đây chút xíu, vô lấn vô cái hình khói màu đen chút xíu, được chưa, có hình khói để tạo được cái hiệu ứng 3D ha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây cẩm này, mỗi một lần lấy là mình chịu khó mình lấy màu ha. Rồi cánh thứ hai giống như bài học ở trong lớp đúng không, cánh thứ hai nó sẽ sao cao hơn cánh thứ nhất một chút xíu, lấn vô hình khói chút xíu, được không. Rồi tiếp tục,
tới chấn thứ ba cao hơn chấn thứ hai, cao hơn nha, đặt xuống là xòe cọ ra, xong nâng cái mũi cọ đi nhẹ vô, thấy không cô đẹp? Đó, nó rất là dễ hả cô đẹp ha. Rồi tiếp tục bên đây, cái cánh bên đây thì mình quay ngược, hơi ngược qua bên đây tí xíu, đè cọ xuống đi ngược vô, bắt đầu cái nét ngược nè cô ha. Rồi tiếp tục ở bên đây cũng vậy, cánh này lùi lại, lùi lại, bắt đầu mình từ đây đặt nhẹ cái nét cọ hơi ngược vô đó, được hoa năm cánh đều quá, được chưa? Thì sau khi mình vẽ cái hoa này xong rồi thì bắt đầu mình mới rửa cọ nha. Mình rửa cọ và mình vừa dùng cái cây cọ số 3 xong đúng không, giờ mình sẽ chuyển qua cây cọ số 2 đúng không. Thì trong thời gian chờ đợi nó khô như vậy thì chúng ta sẽ rửa cọ và chúng ta sơn tóp lên ha. Mình sơn tóp lên, lấy giùm cô cái tóp đi tập. Rồi rồi các bạn ha, mình đợi nó khô nè ha, khô mới được nha. Còn các bạn làm không khô là các bạn sơn nó sẽ bị lem. Và nhớ khi mình vẽ cái màu đỏ, các bạn nhìn thấy không, mình có lấn vô trong đây nè, lớp thấy không nè, mình có lấn vô trong đây chút xíu nè các bạn ha, lấn vô chứ mới tới đây mình dừng nha, lấn vô cái màu đen chút xíu rồi các bạn mới dừng nha không. Rồi rồi xong sau đó mình sơn tớp lên các bạn, đây mình sơn tớp lên. Rồi sơn tớp xong rồi các bạn hơ đèn ha, các bạn hơ từ 1 phút tới 2 phút nha, muốn hơ mấy phút là hơ ha, từ 1 tới 2 phút, muốn hơ 1 phút cũng được, hoặc phút rưỡi hoặc 2 phút cũng được nha không. Rồi cái này nó dính cái lông lông gì để cô phủi ra trong cái cây cọ của em á, nó có dính cái lông lông gì á. Rồi để mình quét cái phần lông nữa đi. Rồi ok, rồi bắt đầu mình hơ đèn nha các bạn nha, hơ đèn mình hơ 2 phút. Rồi thì bây giờ Cẩm sẽ lấy cây cọ bản tròn số 2 ha các bạn. Cẩm chùi bớt nước đi, không có cho nước nhiều nha, nước nhiều quá các bạn vẽ cũng được, mà khô quá thì các bạn vẽ cũng được. Các bạn bắt đầu cái chúng ta sẽ vào cái màu vàng, ở đây là màu vàng đúng không, mình thích màu vàng thì mình lấy màu vàng mình vẽ ra. Mình lại tiếp tục mình tưới cọ nè các bạn, cái cọ này nó có cái bản sẵn rồi đó, thành ra mình chỉ đặt vô là nó tròn quay thôi ha, mình chỉ cần đặt vô là nó tròn quay thôi các bạn ha. Đó mình tước ra nè, mình tước ra nè các bạn thấy không. Rồi bắt đầu mình làm quy tắc xen kẽ giữa hai cái cánh hoa này, thì mình vẽ một cái cánh hoa lớp trong ha, thì mình sẽ vẽ thấp hơn cánh hoa ngoài chút xíu, nhớ nha cô đẹp, thấp hơn nha, đặt xuống nè, đè lên nè, đó rút lên nè, đó thấy không. Rồi tiếp tục mỗi lần vẽ là mỗi lần mình lấy màu xen kẽ giữa hai cánh này, cầm đặt vô thấp hơn đó cô đẹp thấy không. Rồi tiếp tục ở đây giữa hai cánh này, cầm giữa hai cánh này cánh đặt thấp lại đó cô thấy không, nó nổi lên, nó nổi giờ giận lên đó thấy không. Rồi đây cầm đi vô nè, đây cầm thích thì cầm đi thêm miếng nè đó. Rồi được rồi đó ha. Rồi xong giờ mình thấy dù mình thích đậm thì mình làm thêm lớp nữa, còn mình không thích thì tới đây mình dừng được không ha. Rồi mình chờ nó khô thì tiếp tục làm sao, mình sơn tớp lần nữa đúng không, mình sơn tớp và mình hơ 1 phút đúng không đó. Rồi mình đợi nó khô đi, chứ nếu mà nó chưa khô mà cô sơn lên là cô sẽ bị tèm lem liền. Mà nếu mà mình không sơn tớp mình vẽ vẫn được, nhưng mà nó không có nổi bật, mình không thấy được cái chiều sâu của nó. Nhớ nha, lúc nào mình cũng phải lấn vô màu đen chút xíu hết trơn, cái nào cũng lấn, đúng rồi cái nào cũng lấn hết cô ha. Dạ rồi bây giờ tiếp tục sau khi bắt đầu nó khô các bạn, thì mình sơn tớp các bạn xem nè, các bạn sẽ thấy cái tầng rất là rõ ràng ha. Mình sơn từ khúc ngoài này trước đi, để bên trong nó khô khô tí xíu mình bước vô luôn. Rồi đó thì mình đi vô luôn nè các bạn, đó mình vẽ chi tiết rồi đó. Bạn nào mà trước nay thấy clip mà không có hướng dẫn, giờ mình có hướng dẫn nè, mình hướng dẫn tỉ mỉ đi cho các bạn xem. Rồi bắt đầu mình hơ đèn 1 phút nữa các bạn ha. Rồi rồi bây giờ ha, tiếp tục sau khi mà mình đã sơn sơn tớp và mình hơ đèn xong thì mình lại tiếp tục mình lại vẽ, mình cái màu trắng này hơi khô đẩy qua bên, rồi mình lại tước cọ tiếp các bạn ha. Mình tước cọ tiếp và mình vẽ màu trắng ở bên trong, tại vì mình thích màu trắng thì mình vẽ màu trắng ha, thích màu gì vẽ màu đó ha các bạn ha, tùy các bạn ha. Thì mình xen kẽ giữa hai cái cánh hoa này, mình vẽ màu trắng vô chút xíu nữa. Rồi mỗi lần vẽ thì mỗi lần mình lấy màu ha, giữa hai cánh hoa này mình vẽ thêm chút xíu nữa
Tại vì mình đã vẽ màu hết rồi, mà nếu như các bạn không lấy màu bên cánh bên đây thì mình hơi ngược qua đây tí xíu, và bên đây mình hơi ngược qua đây tí xíu rồi. Đó, mình ra hoa cúc rồi đó các bạn, nhanh không? Rồi tới giai đoạn này thì mình tiếp tục mình lấy cây cọ nghe. Lấy cây cọ nghe ra ha. Rồi mình sẽ lấy bi nè. Mình sẽ chấm lấy cái nhị màu vàng vàng nè, màu vàng vàng nè. Bây giờ mình chấm vào đây. Mình chấm vào đây nè. Chấm theo chữ cờ các bạn ha. 1 2 ở trên đây cái được chưa? Ở đây á. 1 2 chấm ở trên đây cái nhị nè các bạn. Nhị hoa cúc nè. Ha. Rồi đây cũng vậy tiếp tục. 1 2 ở trên đây cái. Ở đây 1 2 ở trên đây cái. Được không các bạn? Rồi. Mình đã vừa vẽ xong cái hoa cúc rồi đó các bạn, thấy đơn giản và dễ không? Thì trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ vẽ những cái họa tiết đơn giản, những cái ren, những cái họa tiết đơn giản cho mình nhìn cái trang trí, cái mẫu nó sẽ đa dạng hơn các bạn ha. Thì để vẽ những họa tiết đó các bạn có thể vẽ bằng treo cũng được, hoặc là các bạn có thể các bạn vẽ bằng bằng bột cũng được, nào cũng được ha, nhưng mà để nét nó nhuyễn và nó thanh đẹp hơn thì chúng ta vẽ bằng treo nó sẽ đẹp hơn, tùy các bạn nha, ai muốn vẽ gì vẽ nha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ những cái họa tiết đơn giản đây nhé các bạn. Rồi ở đây mình sẽ vẽ một cái đường đây. Rồi tiếp tục. Rồi xong là được rồi các bạn ha, chỉ cần vậy thôi, những cái mẫu đơn giản cho các bạn ha. Rồi đây mình chấm một chấm, các bạn mà chấm mà treo là các bạn phải cẩn thận này, cái beo cái sợi của nó khi mà bạn chấm á mình phải để ý nha, chứ mình không có chấm là cái sợi nó sẽ bị kéo theo luôn á nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây nè, mình chấm nè. Rồi mình đã vừa vẽ xong mẫu vẽ này đó các bạn, xong rồi đó cô ha. Rồi ok. Xin cô Dạ. Được chưa? cái Rồi bây giờ sau khi mình hơ đèn xong hoặc là mình đợi bột nó khô các bạn thì chúng ta sẽ sơn tớp tiếp tục ha. Bớt ra. Rồi xong. Mẫu mình mới vừa vẽ xong đây các bạn. Rồi nếu mà các bạn thấy video bổ ích thì các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Để mình ra tiếp tục mình ra những video nữa để các bạn có thể theo dõi được. Và đây là địa chỉ của Home Nail. Bên mình là chuyên đào tạo học viên nail để đi nước ngoài ở khu vực quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ là 2F21 Mã Cốc, phường 15 quận 8. Điện thoại là 090 266 0724. Thì mình hiện nay là năm 2020 thì mình dạy trọn khóa là 10 triệu hả các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye, hẹn gặp lại những video sau.